Vâng, xin chào mừng quý bà con anh em và các bạn đồng nghiệp ham mê nuông trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Trở lại với kênh YouTube Kỹ thuật Nuông Ninh Phương. Thì bây giờ là 10 Bây giờ là 13 giờ 31 phút. Bây giờ là 13 giờ 31 phút ngày 13 tháng 9 2024 dương lịch. Thì với một chủ đề video mới đó là chúng ta tranh thủ những ngày nắng. Tranh thủ những ngày nắng thì chúng ta phải phơi những các thùng ong, phơi lật nắp thùng ong để chúng ta phơi và hong những thùng ong ở trong ra để cho nó khô ráo. Thì thưa quý bà con anh em và các bạn, thì rất là lâu rồi, thì hôm nay rất là lâu rồi đấy, thì hôm nay mới lại có được một ngày nắng thế này. Thì trước bão và đến sau khi bão thì bây giờ mới có một cái trận nắng như thế này. Thì trong cái thùng ong mà chúng nó đang bị ẩm ướt, bị mưa ẩm ướt và hắt mưa hắt ướt vào, thì hôm nay thì là một cái ngày mà nắng đầu tiên. Thì chúng ta nhìn vào thời tiết mà nắng thời tiên đầu tiên thì chúng ta phải tranh thủ phơi những cái thùng ong, phơi những nắp thùng ong và hong những cái thùng ong ra để nhằm mục đích là chống ẩm vào trong thùng ong, và mưa nó ướt trong thùng ong thì nó sẽ bị ẩm ướt, nó sẽ hay bệnh ấu trùng, và đàn ong nó bị ẩm ướt là sẽ không khỏe mạnh. Đấy, thế thì trại ong của tôi thì sáng hôm nay là tôi biết thời tiết hôm nay là trời nắng to, bây giờ nắng rất to đấy mọi người nha. Bây giờ là 13 giờ 30 phút. 13 giờ 30 phút nắng rất to, cho các bạn vừa xem là 13 giờ 30 phút tức là 1 rưỡi đang nắng to, thì tôi đã phơi được thùng ong của tôi từ sáng giờ rồi. Tất cả các trại ong của tôi đã phơi hết đây ạ. Tôi phơi mọi người xem nhé. Tôi đã phơi đây ạ. Chúng ta phơi ong thế này nhá. Phơi ong này nhằm mục đích để nó khô ráo trong thùng ong nhé. Để nó khô ráo. Đây là cái thùng hai cầu của tôi đã phơi ong nhé. Phơi ong này. Thì sau khi mà nắng ráo thì tôi bổ sung phân luôn nhé. Đây là đàn ong hai cầu nhé. Bổ sung phấn này. Đây nó đang đi ong đi bài tiết ạ. Đây là bốn cái thùng xốp nhé. Đây là cái thùng bốn cái thùng xốp trong nhà của tôi. Đấy, ong đang bài tiết đấy. Tôi đang phơi nắng nhá. Lật phơi hết tất cả những cái đậy ra. Lật hết những cái đậy phơi như thế này nhá. Đây ạ. Đây những cái thùng này đã khô rồi nhá. Thùng này đã khô rồi. Chúng ta phơi cho khô nhá. Đây là bốn cái thùng ong đằng sau nhà tôi. Thì hòng hết nắng này, đang nắng to nhá. Bây giờ đã nắng nắng to. Tôi hong hết rồi nhá. Chúng ta đã xem trại ong của tôi ở ngoài vườn này tôi đã hong như thế nào nhá. Đấy. Thì qua những cái trận lũ bão mà mưa, thời tiết không có nắng, bị mưa gió và mướt trong đàn ong, thì bây giờ ngày hôm nay là có trận nắng đầu tiên. Trận nắng đầu tiên này để chúng ta sẽ phơi hết thùng ong rồi nhé. Phơi hết thùng ong rồi. Chúng ta ra xem cái trại ong một của tôi đã phơi như thế nào nhé. Chúng ta sẽ phơi hết rồi nhé. Chúng ta hết hong hết như thế này cho nó nắng nhé. Đây, tôi đã như cái đường này là tôi đã hong từ ong rừng đây. Ong rừng cho nên là không thể hong, nhưng mà vẫn đầy dưới là ong rừng nó không vào được. Đây, tôi đã phơi hong từ sáng giờ đây. Đấy nhá. Để nó bốc hơi đi nhá. Đây ạ. Đây. Đấy. Phơi nhưng mà chúng tôi vẫn đậy cái lưới này thì nó không, ong rừng nó không không vào được. Chúng ta phơi hong ra nhưng mà vẫn chống ong rừng nhá. Đây ạ. Đấy, như này nhưng mà ong rừng không vào được bởi vì có cái lưới rồi. Đây ạ. Hong hết khô nhá. Đây, tôi đã hong hết, phơi hết. Đây. Tranh thủ phơi hết rồi nhá.
Nay nắng to cho nên phơi hết à. Đây báo cáo mọi người là hôm nay nắng rất to, chúng ta phải tranh thủ để phơi hết những cái thùng ong này ra. Trong những ngày mưa bị ẩm ướt, quay ẩm ướt ở trong thùng. Đấy. Bị ẩm ướt nha mọi người nhé. Đây, ẩm ướt thì chúng ta phơi nắng nhé. Phơi nắng ra để nó diệt khuẩn trong thùng nhé. Chúng ta phơi nắng nhưng mà cũng phải đậy cái lưới này, hoặc là chúng ta không có lưới thì chúng ta phơi làm sao để cho ong rừng nó khỏi vào tấn công nhé. Đây tôi nhấc hết cái tấm phơi này ra. Đây. Đây đàn hai cầu nhé. Chúng ta phơi nhưng mà tránh, phải tránh ong rừng. Đàn này bán xong rồi. Đây. Đây tôi phơi từ sáng giờ đấy, phơi từ sáng giờ. Nó đã tương đối khô rồi nhá. Phơi khô rồi nhá. Đây ạ. Đây đàn ba cầu đây. Đàn ba cầu đây. Tôi đã phơi từ sáng giờ rồi. Phơi nhưng mà chúng ta lưu ý là mở nắp ra, nhưng mà chúng ta có cái lưới đậy thì không bị ong rừng nó phá. Giờ tôi phơi thế này nhé. Hôm nay được một ngày thời tiết trời nắng rất đẹp, thế chúng ta phải tranh thủ phơi hết nắp thùng ra, ngửa hết các cái nắp thùng nữa nhé. Đây báo cáo với mọi người thì hôm nay thì thời tiết đang nắng to, tôi sẽ tranh thủ phơi hết nắp thùng ong ra để cho nó khô ráo đi. Tranh thủ ngày hôm nay là ngày nắng to, chúng ta phơi ráo nhá, phơi hết, mở nắp thùng ong phơi ra để cho nó khô. Còn trong này là cái đấy là cái trại 2 thì tôi cũng đã phơi xong rồi, còn cái trại 1 thì từ sáng giờ cũng đã phơi rồi. Lưu ý là lúc này nắng to, đang nắng to chúng ta phải phơi ra. Đây mọi người, mình là phơi nắng đã ráo như này rồi nhá. Phơi nắng đã ráo này nhá. Đã phơi từ sáng giờ rồi. Rất nắng to. Thì chúng ta phải phơi hết ra. Đây đàn này cũng vậy, ba cầu cũng đã khô rồi đây. Đang khô rồi. Đang khô rồi nhé. Chúng ta hong hết rồi nó khô đi.
Đây như cái đàn này cũng vậy. Thì hong hết này nhá. Ui ong rừng nhá. Đây đang hong khô nhưng mà nó vẫn có cái lưới ong rừng không vào được nhá. Đây ạ. Vẫn còn rất nhiều ong rừng. Nó có lưới thôi nhưng nó chỉ chân chốc thôi nhá. Tôi đang phơi khô thì ong rừng nó chỉ là chân chốc chứ không vào được trong thùng. Đang phơi nhé mọi người nhé. Hỏng hết rồi nhé. Hỏng hết cho khô đi. Tôi hong nhưng mà nó có cái lưới cho nên là ong rừng nó không vào được. Đúng rồi ạ. Đây là cái trại trại hai ở trong núi. Tôi cũng đã hong hết rồi mọi người nhá. Đây mọi người này, nhìn này. Từ sáng giờ đã hong phơi thế này rồi này. Hong hẳn như thế cho nó khô nhá. Mặt ba cầu đấy. Mà này cũng ba cầu nhá mọi người nhá. Vâng, như vậy là trong cái trong kia là tôi cũng đã hòng hết rồi nhá. Vâng, như vậy là chủ đề video hôm nay thì tranh thủ thời tiết nắng. Tranh thủ thời tiết nắng thì chúng ta phải hòng hết những cái thùng ong ra. Chúng ta hong ra từ giờ đến chiều. Đến chiều là chúng ta bắt đầu mới đậy lại thì trong ruột thùng ong nó khô ráo thì nó sẽ chống được nhiều bệnh tật. Nếu như mà trong thùng ong mà ướt, ẩm ướt thì nó sẽ sinh ra bệnh ấu trùng tuổi nhỏ và ấu trùng tuổi lớn. Thì như vậy chúng ta phương pháp phơi hong thùng thế này là nhằm mục đích là nó cũng phòng chống bệnh tật. Nếu thùng ong chúng ta bị ướt át nhé, ẩm ướt thì chúng nó sẽ bệnh tật trong thùng ong này nó sẽ tấn công cho mọi người nhé. Đấy. Này, đàn này là hai cầu đây, đông đặc đây. Để tôi cũng phơi rồi. Hong cho bằng khô. Vâng, xin chào mọi người nhé. Mình đã phơi hết rồi. Thì chiều tối bắt đầu mình mới sẽ đậy lại. Còn nắng từ dần tối thì nắng ngày nay là từ dần tối không mưa nữa thì chúng ta phơi để trong thùng ong để trong thùng ong khô ráo nó sẽ tiêu diệt được bệnh tật. Chúng ta phải lưu ý trong cái việc là sau khi mưa ẩm ướt nhá. Vâng, xin chào quý bà con và các bạn, mình sẽ dừng video đây, chia sẻ với nội dung mà chúng ta nắm được là tranh thủ trời nắng, thời tiết nắng trong những ngày mưa dài kéo dài gió bão thì chúng ta phơi thùng ong ra nhá. Vâng, xin chào quý bà con và các bạn đã để thân theo dõi, ai thấy hay đăng ký kênh, chia sẻ bình luận phía dưới nhá. Vâng, xin chào.